Chỉ còn ít ngày nữa là lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ chính thức diễn ra. Để góp phần vào thành công chung của đại hội, Ninh Bình đã huy động lực lượng tình nguyện viên ưu tú, nhiệt tình tham gia hỗ trợ các phần việc trong suốt quá trình SEA Games diễn ra tại địa phương. Trong kỳ đại hội lần này, Tiểu ban lễ tân Khánh Tiết đã tuyển chọn hơn 3.000 tình nguyện viên để hỗ trợ cho các hoạt động trước, trong và sau SEA Games. Trong đó tại Ninh Bình là hơn 60 bạn. Các tình nguyện viên được tuyển chọn với tiêu chí tự giác, tự nguyện, cống hiến, phục vụ, yêu thích sự kiện thể thao, có sức khỏe tốt, có trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, hướng dẫn đoàn, hỗ trợ phục vụ sự kiện và đã tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Các tình nguyện viên đã được tham gia tập huấn, nắm bắt những thông tin cơ bản về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, cũng như bộ môn karate do Ninh Bình đăng cai tổ chức, được đào tạo về các kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn các nội dung về đưa đón các đoàn đại biểu, cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, công tác lễ tân, khánh tiết, nhiệm vụ hậu cần, phục vụ tại sân thi đấu và nơi các đoàn ăn nghỉ. Em rất vui và háo hức khi được tham gia một sự kiện rất là lớn được tổ chức tại tỉnh mình thế này. Và qua hoạt động này, em có thể trau dồi cho mình rất nhiều kỹ năng mềm và được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, giúp em tự tin hơn và em cũng có thể có thêm nhiều kiến thức bổ ích về bộ môn karate. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn tình nguyện viên đang nỗ lực học tập, trau dồi những kiến thức cần thiết và sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho sự kiện thể thao đặc biệt này, qua đó góp phần vào sự thành công của SEA Games 31.